Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Cuộc chiến ly kỳ của cư dân Vinhome Central Park Sài Gòn với chủ đầu tư tham lam. Vingroup giàu có thì ai cũng biết, nhưng cách kinh doanh thì gian dối, nhập nhằng với khách hàng. Lợi dụng tình trạng bế tắc của hệ thống tư pháp Việt Nam khiến cho các vụ kiện đều như con kiến kiện củ khoai, và đặc biệt là chiêu bịt miệng truyền thông của Vingroup rất là ghê gớm. Tuy nhiên, giấu đầu cũng phải đòi đuôi, và sau đây là câu chuyện có thật ở chung cư đắt giá Vinhome Central Park ở Sài Gòn qua bài bình luận của tác giả Nguyễn Thị Liên Hoa. Hôm 16 tháng 2, trong nhóm cư dân Vinhome có một bài chia sẻ thu hút gần 2.000 lượt người đồng tình. Người viết nói đến chuyện hầm giữ xe của Vinhome đang được chủ đầu tư khai thác và thu lợi gian lận nhiều năm nay, trong khi nó phải được giao cho chính các chủ sở hữu căn hộ. 40 tỷ đồng mỗi năm từ hầm giữ xe đi về đâu là câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh khu căn hộ chung cư đắt giá Vinhome Central Park, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dùng nhiều con số để tính toán và phân tích, người viết với nick là Song Cha cho biết theo luật, mỗi căn hộ của Vinhome Central Park có 2 chỗ đổi xe máy và 1 chỗ để xe đạp ở hầm giữ xe. Theo hợp đồng mua căn hộ, phần diện tích này thuộc về chủ sở hữu căn hộ, gọi tắt là cư dân, vì đã được tính vào tiền mua căn hộ. Diện tích mỗi chỗ để xe 2 bánh là 6,9 m² mỗi căn hộ. Tổng cộng có 11.300 căn hộ, nhưng toàn bộ diện tích này là 77.970 m², tức là gần 8 hectare. Nếu tính cả phần diện tích dưới hầm dành cho lối đi xuống, lối đi chữa cháy, phòng điều hành, vân vân, thì tổng diện tích hầm để xe cho toàn bộ khu này là gần 10 hectare. Đơn vị giữ xe máy là 170.000 đồng mỗi tháng. Với 11.300 căn hộ thì tiền giữ xe máy hàng năm đã lên đến tổng cộng 46 tỷ đồng. Đó là chưa kể số xe của khách vãng lai đã gửi rất nhiều và xe đạp, nhưng có một số căn hộ không gửi đủ 2 xe nên ước tính doanh thu từ hầm giữ xe là khoảng 40 tỷ đồng mỗi năm. Chi phí bảo trì, điện nước, an ninh, hầm xe thì cư dân đã trả thông qua quỹ bảo trì và phí quản lý. Như vậy, lấy 40 tỷ trừ đi chi phí lương nhân viên gác cổng bãi xe thì có được cái kết dư. Do chủ sở hữu căn hộ đã trả toàn bộ chi phí nên số kết dư này thuộc về cộng đồng cư dân. Đây chính là mấu chốt mâu thuẫn kéo dài nhiều năm nay giữa cộng đồng cư dân của Vinhome và công ty này với kết quả dư hàng tháng, hàng năm vẫn là không đồng. Người viết nhấn mạnh rằng chính cái không đồng này là một trong nhiều lý do khiến cho các ban quản trị tòa nhà thương thảo với Vingroup mấy năm nay vẫn không ký được hợp đồng dịch vụ. Đây là hầm giữ xe tại khu chung cư. Dưới bài viết, hàng trăm bình luận để lại phàn nàn là hầm xe dơ bẩn, tối tăm. Có những khu vực trồng cây bên ngoài khu nhà hồi trước được chăm sóc đẹp đẽ, nhưng giờ rác bẩy bẩn vương vãi. Cư dân phản ánh nhiều lần nhưng cũng không được giải quyết. Tại khu này, trước đây đã có rất nhiều phản ánh về chất lượng không tốt của căn hộ. Ví dụ, tường và sàn trần mỏng, cách âm không tốt nhưng quảng cáo khi bán hàng, nứt sơn, kính từ tháp, landmark, thỉnh thoảng nổ vỡ, rơi tự do xuống biên giới, rất nguy hiểm. Khi mua, hết mình, khi nhận lại hết hồn. Một dự án dân cư khác của Vinhome tại Hà Nội là Vinhome Smart City Tây Mỗ cũng đã bị chính người mua bóc phốt cách đây một năm. Người mua này viết trên trang thekimới.vn rằng tâm lý hân hoan vì hôm nay được chủ đầu tư bàn giao nhà nhưng lúc đi hết mình, khi về hết hồn, thất vọng, toàn tập. Tường và các góc tường quá nhiều vết nứt. Cổ tường cũng như chung quanh tình trạng nứt và hoàn thiện không kỹ. Trần thạch cao thì phòng nào cũng nứt ở vị trí nối tấm. Lên chân tường thì ọp ẹp, sơn tường cũng không đạt màu không đồng nhất. Nhất là hai tấm kính phòng ngủ có hai vết xước, chữ to, chữ X to đùng. Sau đó đại diện chủ đầu tư nói là do bị phá hoại. Đây là những lỗi lớn mình tạm liệt kê, còn những lỗi nhỏ như bơm keo, dán cách âm ở cửa lô ra phòng khách, mình không tính đến, vân vân. Dưới bài viết này, khá nhiều chủ nhà cho biết căn hộ của họ cũng gặp tình trạng y như vậy.
Giá của căn hộ này là 38 triệu đồng mỗi mét vuông. Đây là mức giá rất cao. Có người nói rõ thêm là tệ từ thang máy cho đến bên trong căn hộ. 9 tòa nhà khoảng 50.000 cư dân về sống, có một cái bể bơi bé tí, độ sâu 1m2, không đủ để trẻ con vầy, còn người lớn thì chen nhau mà lội, đi lại bất cập. Đây là hình ảnh hồ bơi của Vinhome theo video clip quảng cáo. Sa bàn và sơ đồ vẽ đường rõ to, thực tế thì lại nhỏ. Dân hỏi thì bảo còn đợi nhà nước cho phép mới được mở đường. Phí dịch vụ sau này dự kiến từ 15.000 đến 17.000 đồng mỗi mét vuông, nhà gửi xe ô tô cách cả km. Nếu hơn 50 tòa nhà mọc ra thì giải đâu cho hết người với công viên bé xíu này. Người này đã kết luận rằng lỡ mua và chuyển về rồi mới biết cái mùi của Vin. Còn nhiều vấn đề bất cập không tả hết. Nhiều người mua nhà để lại khá nhiều hình ảnh chụp căn hộ của họ với tình trạng chung cư tường nứt dài từ trần đến sàn. Chủ đầu tư khắc phục nhiều lần nhưng ít lâu sau lại nứt toát tiếp. Vào năm 2021, các khu chung cư với các căn bản của pháp luật yêu cầu Vin phải bàn giao phân tích để xe hai bánh, gửi công văn lên các cấp chính quyền, Vin buộc lòng tiến hành bàn giao. Cũng lắm chuyện ly kỳ, là người trực tiếp hỗ trợ cho khu quản lý để tân tạo bàn giao. Nhìn bản vẽ thì bảo, các ram dốc lên xuống có thể được xe đâu mà bàn giao chỗ đó, các lối đi cho phòng cháy chữa cháy có để xe được đâu mà bàn giao làm chỗ để xe. Cãi nhau à, mời cảnh sát phòng cháy chữa cháy xuống hỏi, họ đồng ý cho để xe thì tôi nhận, thế là gạch bỏ chỗ đó ra. Tôi chỉ tiếc các phòng kỹ thuật đặt máy móc thiết bị làm sao để xe cũng gạch ra. Cứ mỗi lần lại bỏ một phần diện tích thì đợi Vin vẽ lại bản vẽ, vẽ cái gì cả tháng chưa xong, vẽ vài lần hết gần một năm. Đây là hình ảnh, một số hình ảnh phản ánh chất lượng căn hộ Vinhome City Smart Tây Mỗ kém chất lượng. Các ban quản trị họp quyết định yêu cầu Vin bàn giao các mốc giới ta nhận trước để khai thác phần diện tích giao thiếu theo luật ta kiến nghị sau để không sa đà lọt bẫy cãi nhau này. Cuối năm 2021, hoàn thành mốc giới hầm xe Central Park Landmark 456 và Landmark Plus 4 tòa nhà. Vẫn chưa bàn giao xong, vẫn đợi bản vẽ. Sau nhiều năm quyết liệt của chung cư và cư dân, cuối cùng Vinhome cũng buộc phải đồng ý giao hầm giữ xe ra để đấu thầu quyền khai thác kinh doanh. Thế nhưng họ yêu cầu chỉ bàn giao trên hồ sơ giấy tờ, còn quyền quản lý vẫn là của Vin, tức là ai giữ giấy tờ cứ giữ, nhưng lợi nhuận từ hầm giữ xe Vin vẫn nuốt gọn. Đây là hình ảnh cư dân của Vinhome và những gia đình giàu có mua nhà của Vingroup biểu tình vì chất lượng nhà chung cư do tập đoàn này cung cấp tại Hà Nội xuống cấp trầm trọng. Trong trực tiếp vừa qua, một số căn hộ của Vingroup đã bị Vin thông báo cắt điện dịch vụ đúng sáng mùng 1 Tết, những nhà chậm trả phí quản lý. Sau khi bị cư dân phản ứng dữ dội thì ban quản lý nhân nhượng và lùi thời hạn đến hết ngày mùng 6 Tết. Thời điểm đó, thông tin này xôn xao trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, đến hôm 17 tháng 2 năm 2022, không hề tìm thấy nó trên Internet nữa. Và những thông tin xấu của Vingroup thường cực hiếm khi lộ ra trên báo chí. Nguyên nhân ai cũng đã biết, đội nhân viên của Vin làm việc rất hiệu quả để chặn, xóa các thông tin đa dạng này. Nhiều người làm bở báo Việt Nam cũng từng trải có cảnh thông tin vừa đưa lên báo ít phút thì nhân viên của Vin gọi điện nhờ xóa vì lý do này nọ. Vin lại thường có chiêu bịt miệng báo chí bằng cách góp vốn kinh doanh hoặc đều ký hợp đồng quảng cáo giá trị lớn, nên dễ hiểu là chẳng ai muốn mất lòng một khách hàng giàu có cả. Thế nhưng dù ít khi lộ, nhưng một khi đã lộ thì chuyện của Vin thường là những chuyện rất gây sửng sốt cho khách hàng. Kính mời các bạn xem bản tin COVID-19 hết phong tỏa, không còn tin nhau thì đi cầu cúng. Sài Gòn đã kẹt xe trở lại như thời trước phong tỏa, ra đường chen chúc và ngộp thở bởi khói, ù tai vì tiếng ồn của còi xe và tiếng giao hàng từ loa. Vào buổi tối ngày thường, giới trẻ và đàn ông mọi lứa tuổi ngồi đầy các quán cà phê, vây kín các xe bán rong, thức ăn, thức uống trong các con hẻm. Sau dịch, không khí ăn chơi của Sài Gòn dường như đã trở lại như xưa và câu chuyện cầu cúng ở chùa có vẻ nở rộ hơn trước. Đó là quan sát của tác giả Song Mây với bài viết mang tựa đề COVID-19 hết phong tỏa, không còn tin nhau
thì đi cầu cúng. Còn cuối tuần thì dân nhậu cũng bù kín các quán hải sản xung quanh bờ kè kênh Nhiêu Lộc. Điều khác biệt là dù ban ngày hay ban đêm, ai cũng thủ sẵn cái khẩu trang che 2/3 gương mặt, kể cả bọn trẻ con. Tuy nhiên, chẳng ai còn sợ con Covid, bất kể biến chủng Omicron đang làm mưa, làm gió ở châu Âu và Mỹ. Đây là hình ảnh quán nhậu Sài Gòn lại đông khách như xưa. Chỉ có điều khác biệt là khá nhiều người bắt đầu đi trích ngừa bệnh cúm và mách nhau trích ngừa vaccine phế cầu, khiến cho hai loại vaccine này có lúc khan hiếm, hết sạch. Vào ngày 9 tháng 2, Bộ Y tế công bố hơn 60% phụ huynh có con dưới 12 tuổi đồng ý trích ngừa vaccine cho trẻ. Thật nực cười khi đưa thông tin này, báo mạng Việt Nam Express công bố luôn thăm dò của mình với kết quả ngược lại là 68% phụ huynh không đồng ý trích ngừa cho trẻ từ 5 tuổi. Truyền cúp giúp nhau mùa dịch. Khi bàn vào số liệu của Bộ Y tế, nhiều người nói thẳng, không tin đâu, quá điều ngòa, xảo trá. Giờ dám nói có 1,9% không đồng ý, khinh bỉ. Tôi cũng khinh bỉ kiểu đổi trắng thay đen. Khảo sát của tờ báo Việt Nam Express còn ình ra đó mà không biết bộ lấy từ đâu. Một đống bộ vô đếm địch rồi mà vẫn đưa thông tin dối trá, tiêm phép, bất chấp, chạy theo thành tích, giải tán hết đám này đi cho xong. Lại thêm một lần người dân mất lòng tin vào ngành y tế sau vụ lùm xùm Việt Á mà nay có vẻ đã chìm xuồng. Các bác sĩ nổi tiếng thời phong tỏa như bác sĩ Võ Hồng Xuân Sơn, Trương Hữu Khanh và Phan Xuân Trung đều nói không trích ngừa cho trẻ em từ 5 tuổi vì trẻ em sức đề kháng mạnh nếu có nhiễm Covid cũng mau hết. Trên trang BBC tiếng Việt, lời khuyên của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ở Úc cho rằng nên trích ngừa vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đã khiến nhiều người nghi ngờ sự khách quan của ông Tuấn và cho rằng ông nên trích ngừa cho con cháu mình trước để làm gương. Vào ngày 11 tháng 2, tổ trưởng chỗ tôi ở thuộc quận Nội Đô thông báo ai có con cháu từ 5 đến 11 tuổi thì đăng ký trích ngừa vaccine, không ép buộc thì chỉ có số ít phụ huynh đồng ý. Đây là hình ảnh trích vaccine cho học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Một bà mẹ trẻ có con 5 tuổi nói với tôi rằng nhà con người lớn ai cũng trích đủ 3 mũi rồi nhưng con không cho cháu trích vaccine đâu vì bệnh này chỉ đáng sợ với người lớn. Người mẹ trẻ này cũng không cho con trở lại trường vào ngày 14 tháng 2 giống các bạn vì sợ con nhiễm bệnh và bị ngoáy mũi. Từ lúc trường đóng cửa đến nay đã gần 1 năm, cô khám phá việc cho con học online ở nhà với các bộ môn tự chọn, đứa nhỏ học vẫn tốt mà lại khỏe mạnh hơn, không bị sổ mũi nhiều như trước, mặt khác lại tiết kiệm được chi phí. Rằm tháng riêng, nhà nhà tên chùa cầu an và cúng sao giải hạn. Rằm tháng riêng hay Tết, thượng nguyên tức lễ nguyên tiêu ở Sài Gòn trước chỉ có ý nghĩa với người Hoa ở chợ lớn và những Phật tử xiêm đi chùa thường ăn chay mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Nay đã phổ biến với cộng đồng người Việt, đặc biệt là dân Bắc sau năm 1975 sống ở miền Nam. Trong đó có không ít người muốn là cán bộ, quan chức, nay đã về hưu hoặc đang tại chức. Không chỉ bày biện mâm cúng ở nhà riêng, không ít công sở thuộc thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng sửa soạn lễ vật dâng cúng rằm tháng riêng, dù văn bản nhà nước là cấm thờ cúng. Báo nhà nước cũng đua nhau tư vấn cho độc giả cách bày biện mâm cúng rằng lễ vật gì, chọn giờ ra sao và kiêng cữ điều gì. Bắt thời cơ, dịch vụ cung ứng mâm cúng rằm tháng riêng đua nhau nở rộ. Từ hơn 1 triệu đến hơn 3 triệu đồng với lượng khách đông hơn năm ngoái. Đây là hình ảnh nhiều thanh niên nay đi chùa cầu an, cầu tài, cầu lộc, cầu kết quả học hành. Từ mùng 1 Tết, các chùa và đình miếu ở Sài Gòn đều đông nghẹt người bất chấp việc giữ khoảng cách. Nhiều người còn nguyện đi đủ 10 chùa hết rằm tháng riêng. Rất nhiều gia đình không có thói quen đến chùa thường xuyên, cũng đến chùa ngày Tết và dịp rằm tháng riêng để cầu an, xin lộc, cúng sao giải hạn, phóng sinh, đốt vàng mã. Là một điều là việc cúng sao giải hạn, phóng sinh và đốt vàng mã bất nhất trong niềm tin của người theo đạo Phật. Các vị sư giảng đây là ba việc mà đạo Phật không chủ trương, nhưng nhiều chùa vẫn duy trì tập tục này
còn người dân thì tin có kiêng, có lành. Thử đến chùa Ngọc Hoàng, quận 1, chiều ngày 12 tháng 2, tức 12 tháng Giêng âm lịch, mới thấy nam thanh, nữ tú, nươm nượp, người trẻ đông hơn người già. Ngoài sân lẫn trong chùa đều đặt rất nhiều tượng, mà tượng nào cũng có người vái và cầu khấn. Chùa cấm Phật tử mang nhang vào chùa mà chỉ cho đốt mỗi người một cây ngoài sân, còn các gian trong chùa cho đốt nến. Mỗi gian, tiền điện, trung điện và chánh điện của chùa Ngọc Hoàng đều có đặt thùng kính đường bằng sắt và có khóa, kiểu tùy hỷ, tức là không ép buộc. Nhưng lại có dòng chữ dặn dò rằng tiền cúng dường xin được trực tiếp bỏ vào thùng, không để bên ngoài hoặc đưa cho ai đó. Chợt nhớ đến thùng cúng dường ở một chùa nổi tiếng của quận Tân Bình, một cái két sắt có khóa số, có sợi xích sắt rào vào hoặc cột giữa chánh điện. Đây là hình ảnh hòm công đức ở chùa. Tôi nhớ lời cha mẹ từng kể mấy năm trước ở chùa Hoàng Pháp, ngôi chùa nổi tiếng vùng ngoại ô Sài Gòn, có một ông sư ôm cái thùng cúng dường bỏ trốn. Người dân đi chùa ở miền Nam không có thói quen dán tiền lên tượng Phật như ở phía Bắc, nhưng tiền cúng dường cũng không hề thua kém. Tiêu biểu là hiện có nhiều chùa ở Sài Gòn sắm xe hơi cho thầy trụ trì, tiền cúng dường gửi ngân hàng và các kênh đầu tư. Thỉnh thoảng lại rộ lên chuyện các sư thư kiện nhau vì thất thoát tiền. Chùa Ngọc Hoàng ngày nay không còn thuộc cộng đồng người Hoa Chợ Lớn mà đã thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sư trụ trì chùa được giáo hội này bổ nhiệm, thông tin đã được truyền tải như vậy. Và không tin nhau thì tin trời cũng tốt. Niềm tin của con người đặt vào thần linh bất kể là ai cũng tốt, có giúp con người hướng thiện, tránh xa điều ác. Nhưng ở Việt Nam, điều kỳ lạ là niềm tin đó xuất hiện trên một cách quá đà, khi từ lâu cả xã hội không có sẵn nền tảng tôn giáo, trừ số dân theo đạo Công giáo luôn trung thành với các tín điều của họ bất chấp sự thay đổi thể chế. Điều nghịch lý là sau năm 1975, với chủ trương vô thần của Đảng Cộng sản, nhiều người theo đạo Phật thường không xưng danh Phật tử và tuyệt đối không có cúng kiến trong các công sở. Nhưng hơn 10 năm nay, đi chùa và ăn chay niệm Phật, xưng tên pháp danh đã trở thành xu hướng mới của giới trẻ và âm thầm lan rộng trong giới cán bộ, công chức, kể cả doanh nhân, khối công ty nhà nước và đảng viên. Nhiều công sở và công ty thuộc doanh nghiệp nhà nước không chỉ có bàn thờ ông địa dân hương mỗi ngày, mà mỗi khi rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 đều tổ chức cúng lớn. Đây là hình ảnh cầu xin cho sức khỏe trước tượng Phật, dược sư ở chùa Ngọc Hoàng. Ngoài sân và bên trong chùa, chỗ nào đặt tượng là có người đến van vái. Khi hình ảnh các ông lớn bái vọng ở các điểm hành hương Phật ở nước ngoài trôi nổi trên mạng và được nhà nước cho phép xây dựng các ngôi chùa lớn ở miền Bắc với không ít tai tiếng về chuyện cầu siêu, giải vong, cúng dường của các ông sư quốc doanh, thì Phật giáo hiện nay có vẻ được xem là quốc giáo của Việt Nam. Chùa cũng quy định mỗi người chỉ được đốt một cây nhang ngoài sân và cắm vào lư hương, nhưng sau đó nhân viên phục vụ phụ trách đã đến rút bớt nhang và dụi tắt lửa cho đỡ ngộp. Một mặt, niềm tin vào tôn giáo thể hiện nỗi bất an của người Việt Nam khi họ không còn niềm tin vào chính quyền và sự bất định của các chính sách, rõ nhất là chính sách về đại dịch vừa qua. Người dân cần có chỗ dựa để hy vọng và sống tiếp. Mặt khác, niềm tin vào tôn giáo cũng thể hiện sự nghi ngờ lẫn nhau của người Việt Nam. Khi các sư còn không tin nhau, tiêu biểu như việc quản lý tiền cúng dường và bất nhất trong việc truyền giảng đạo Phật. Và ngay cả các quan chức cũng chung một đảng nhưng cũng thiếu niềm tin vào nhau. Ở thời buổi mà hôm nay nhà nước vinh danh tặng bằng khen, ngày mai đã kết tội như Việt Á. Hoặc hôm nay còn tại chức tiền hô hậu ủng, ngày mai đã phải đứng trước vành móng ngựa cầu xin tha tội vì từng có công với cách mạng hoặc bị bệnh hiểm nghèo lẫn tâm thần. Như rất nhiều quan chức, vì giữa họ với nhau và giữa họ với dân, làm sao có niềm tin cho được. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, thì khi niềm tin vào thần linh ở Việt Nam dường như chỉ là vỏ bề ngoài, không có thực tâm. Bởi sau một năm tang thương vì đại dịch ở miền Nam lẫn miền Bắc, trong 6 ngày Tết vừa qua, vẫn có tới gần 3.000 người phải cấp cứu vì đánh nhau, trong đó 200 người đã tử vong, theo báo chí đăng tải.
và thói quen nhậu nhẹt, tính hơn thua và sự hiếu chiến của người Việt Nam có phải là nguyên nhân này hay không? Đọc thông tin này, bạn cười hay vừa cười vừa khóc đây?